làm sao để nó giòn và nó thơm đạt chất lượng. Đấy, mình ăn thử xem nào. Xem nào ngon. Đấy, ngon quá. Tôi giới thiệu mọi người đây là món hôm nay mình làm món chẩu chấu rang nhá. Chẩu chấu rang mọi. Chẩu chấu là mua chẩu chấu tươi sống về, mình đã trần qua nước sôi và mình đã nhặt bỏ đầu, vặt bỏ đầu và rút bỏ ruột rồi nhá. Đấy, nhặt bỏ đầu nó và rút bỏ ruột và vặt bỏ càng của chẩu chấu đi. Mình cho vào mình rửa lại. Một số em mùng muỗng, đây là em mùng muỗng, em rất là béo thì mình để đầu rất là béo. Còn đâu là chấu chấu mình nhặt hết đấy. Chấu chấu này ở lúa cho nên là nó cũng không được ấy lắm, chấu chấu bé không béo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình nướng mọi và rửa sạch nhé. Rửa sạch cho xong rồi mình luộc qua một nước nữa cho nó chắc, cho nó chắc ăn. Đấy, mình tiến hành đổ vào nồi luộc qua. Đấy, giờ mình tiến hành đun cho nó sủi nhé. Đấy, đây là tôm bay. Wow, bật hút mùi đã. Đây là tôm dưới nước, tôm bay ở trong trời, đây là tôm dưới nước đều ngon cả. Đấy, cái luộc lâu một tí cho nó sạch sẽ. Đây, mình làm món chấu chấu rang kiểu rang mọi nhá. Quay video giải trí vui chơi chơi thôi, mọi người xem thì bấm đăng ký kênh ủng hộ nhá. Rồi mình tiến hành tắt bếp nhá. Tắt bếp để ấy. Đây mình tiến hành đổ ra chậu. Đổ ra rửa lại các bạn ạ. Rửa lại cho nó sạch. Rửa lại nước nữa nha. Vừa luộc nước sôi xong, giờ lại rửa lại. Quá ngon luôn, quá sạch sẽ luôn. Đấy, tiến hành cho dầu vào này. Cho dầu vào. Đấy, dầu thử bắt đầu chúng ta đổ chấu chấu vào. Đó, đó. Đó, ăn chưa? Chiên dầu. Rang chấu chấu này thì nó có nhiều kiểu nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành rang chấu chấu theo kiểu mọi, không có gì cả, rất đơn giản để ăn trưa. Đấy, chấu chấu vàng thơm không? Chấu chấu sau khi được sơ chế sạch sẽ rồi, vặt đầu vặt tiếp rồi bỏ ruột rồi mình rửa và luộc lại đi, xong rồi tiến hành cho vào chiên rất là ngon luôn. Chiên này chiên thật giòn mà thì thôi. Có nhiều cách rang chấu chấu nhé.
dụ ngày xưa thì thời bố mẹ mình hay rang chấu chấu bằng cái nước cà, nước muối cà nó rất là mặn, xong rồi cho vào rang chấu chấu, xong con chấu chấu nó rất là ngon luôn. Sau này thì nó có rất nhiều kiểu rang khác nhau, hàng quán thì nó rang một kiểu, nhà rang một kiểu. Tóm lại là các bạn có thể cho vào, các bạn cho ít nước mắm vào cũng được, mà hoặc là các bạn như hôm nay là mình cho dầu vào mình chiên giòn nó lên để cho nó thơm, xong mình mới cho mắm muối mình chính vào. Đó. Còn trong ngày xưa là cứ đổ sấp sấp nước cà mặn, xong là đun, đun đến lúc là nước cà nó hết, nó khô nó trắng nồi thì muối bắt đầu ở nồi đi nồi, thì lúc đấy bắt đầu là bỏ ra ăn và rất là thơm, con chấu chấu rất là thơm. Đặc điểm của cái bọn này là càng rang mặn bao nhiêu thì nó càng thơm bấy nhiêu. Mình quay video để mục đích giải trí thôi nhá, các bạn xem ủng hộ kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ai có những cái cách rang làm ngon hơn thì comment bên dưới cho mình nhá. Chúng ta rang cái này xong, nếu mà có lá, ít lá chanh ấy, thì cho vào thì thơm lắm. Nếu mình này mình không đi chợ mua được lá chanh, mình không có lá chanh thì mình chỉ rang không này thôi. Không này thì ăn thôi. Chấu chấu nó phải rang lâu rồi nó mới giòn các bạn nhá. Nếu không con chấu chấu nó ăn nó sẽ rang ngoét rồi. Làm sao để nó giòn và nó thơm, đạt chất lượng. Đấy, mình ăn thử xem nào. Thật là ngon. Đấy, ngon quá. Đấy, ngon tuyệt vời luôn nhá. Gần được rồi các bạn, gần chín rồi, cho ra thôi, không cháy mất. Ăn rất là giòn và thơm. Đây, con chấu chấu giòn thơm. Ngon tuyệt luôn. Chấu chấu bay, tôm bay. Video rang cho chấu chấu kiểu rang mọi, không cho cái gì cả. Đã chín rồi nhá, thôi bắt ra thôi, bắt ra để ăn thôi. Ngon quá. Phức luôn cả nhà. Còn mấy cái đùi này, con hốt, con hốt nha. Chỗ này ăn cơm với cơm khô khô tí, ngon tuyệt vời luôn. Xong. Đấy, đĩa chấu chấu của mình nhá, rất giòn và thơm các bạn. Ngon. Thơm quá. Mọi người xem video nhớ bấm ủng hộ kênh mình nhá. Đấy. Và mình mời các bạn ăn cơm chấu chấu rang của mình nhá. Đây, cơm chấu chấu rang này. Ngon chưa? Chấu chấu rang rồi tôm rang. Đây là tôm rang, chấu chấu rang này. Quá ngon luôn. Mình tiến hành ăn với cơm nhá. Giòn lắm cơ. Đây. Wow, miếng cơm mấy con chấu chấu liền. Xem nào.
Ăn nó cứ giòn rôm rốp rồi các bạn ạ. Thơm quá. Giòn và thơm tuyệt vời luôn nhé. Con chấu chấu nó vừa có vị béo này, vừa ngậy này, vừa giòn này, thơm. Ăn cứ rôm rốp mà, thế mới sướng. Đấy. Các bạn rang chấu chấu không khéo là ăn nó cũng giòn đấy nhá, mà nó sẽ rất là dai, không ngon. Cái cách rang của mình nó cũng đơn giản nhưng mà cũng hiệu quả đấy, mình không cần cho lá chanh vào trước thì. Cảm ơn mọi người xem video nhá, nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá.